xin chào các bạn Ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1249 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email iv thi a gmail com hoặc là qua fanpage misu thi thanh phạm để cho thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn xin cảm ơn các bạn rất là nhiều và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam bạn nam này quê ở cần thơ bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mười mấy năm trước, tầm khoảng 15 16 năm trước. Thời điểm đó thì bạn nam này chỉ mới có 11 tuổi mà thôi. Câu chuyện này xảy ra tại Cà Mau. Bạn kể rằng á là anh hai với anh ba của bạn đã về Cà Mau sinh sống và lập nghiệp tại đây. Ban đầu thì anh hai của bạn về trước Do anh hai của bạn lấy vợ người Cà Mau Rồi sau đó về Cà Mau nuôi dung tôm á các bạn nuôi thấy rất là được Cho nên anh ba của bạn á là mới theo anh hai về Cà Mau làm ăn luôn anh ba cũng nuôi dung tôm, do là anh hai đã có gia đình riêng rồi, thành ra anh ba của bạn mới cất riêng một căn nhà nhà của anh hai với anh ba là cách nhau tầm khoảng chừng năm sáu cây số đi lại cũng rất là xa phải là đi bằng xuồng các bạn bên nhà của anh hai thì đông đúc người dân hơn còn bên nhà anh ba thì vắng vẻ hơn cách cây số hai cây số mới có một căn nhà thì ở đây hồi đó là thuộc dùng sâu, dùng xa, vẫn chưa có đèn điện luôn. Phải sử dụng cái đèn dầu hoặc là đèn của bình ắc quy á các bạn. Thì cứ mỗi một năm vào cái dịp hè, ba mẹ của bạn sẽ đưa bạn về Cà Mau thăm hai người anh của bạn. Đồng thời ba mẹ sẽ phụ hai anh làm dung tôm luôn. Do là anh hai đã có vợ rồi, cho nên đó là khi mà về đây, ba mẹ với bạn sẽ ở bên nhà của người anh thứ ba. Thì nhà anh Ba bạn á là dạng nhà lá mà nhà sàn đó các bạn. Đi lên nó là có một cái lan can, rồi đi vô nhà thì có một cái gian phòng khách. Vô trong á là có cái buồng ha. Rồi có một cái màn không có cửa buồng mà chỉ một cái màn mỏng thôi. Đi ra phía sau á là cái nhà bếp. Ở phía trước nhà của anh Ba là có một cái khoảng sân nhỏ, nhìn qua bên kia là nguyên con sông rất là lớn luôn ở gian sông á là có dừa nước á các bạn nó mọc rất là nhiều gian cái mé sông đó rồi bên đó cũng có mấy cái cây rất là lớn dạng như là cây cổ thụ luôn cái chỗ này về mát mẻ lắm nhưng mà có điều buổi chiều á thì rất là buồn rất là điều hiu thì mỗi năm á là khi mà gia đình bạn về đây ở cũng bình thường không vấn đề gì cả nhưng mà cho tới năm bạn 11 tuổi á thì xảy ra chuyện bạn kể rằng á là vào năm đó khi mà về đây ha thì mấy ngày đầu không có chuyện gì hết ba mẹ của bạn với lại bạn sẽ ngủ trong buồn còn anh ba của bạn là sẽ ngủ trước cái gian phòng khách trong mấy ngày đầu tiên hoàn toàn bình thường nhưng mà cho tới mấy ngày sau á thì mỗi một đêm bạn ngủ bạn hay mơ lắm mà bạn chỉ nằm mơ thấy duy nhất một cái giấc mơ đó lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại trong vòng suốt nhiều ngày luôn trong mơ bạn thấy ha là trong nhà của anh ba ban đầu bạn ở trong nhà rất là bình thường cái bạn mới ra trước bạn mở cái cửa trước ra bạn mới đứng ngoài cái lan can á thì bạn nhìn thấy bầu trời nó xám xịt rất là kỳ luôn các bạn xong rồi bạn thấy gió nha mà gió dạng giống như là lốc xoáy xoáy vậy nè nhưng mà không phải là xoáy lớn mà chỉ là sấy nhỏ 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 nó cuốn mấy cái lá lên sấy 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 xong mấy cái lá nó rơi xuống cái nó cuốn mấy cái lá lên sấy sấy xong cái lá nó rơi xuống thì do bạn là con nít mà cho nên khi mà thấy cái hình ảnh vậy bạn khoái dữ lắm thành ra bạn mới chạy ra ngoài sân để mà hứng mấy cái lá thì trong cái lúc mà bạn hứng mấy cái lá bạn mới vô tình bạn mới nhìn qua bên kia đối diện với lại nhà anh ba là có một cái cây đó bạn không biết là cây gì nhưng mà nó to dữ lắm dạng giống như cây cổ thụ vậy đó thì vô tình bạn nhìn qua bên cái cây này á bạn thấy ở trên ngọn cây có nguyên căn nhà căn nhà cũng to lắm các bạn mà nhà là cũng dạng nhà lá luôn thì khi mà bạn thấy căn nhà như vậy bạn thấy lạ tại vì từ nào tới giờ á là bạn chưa bao giờ nhìn thấy căn nhà nào mà nằm trên cây như vậy ha thì bạn mới chạy tới bạn mới nhìn thì khi mà bạn nhìn lên á là bạn thấy có một người đàn bà Do là cái khoảng cách cũng xa Cho nên bạn không có nhìn rõ được Cái gương mặt của bà này Mà bà này cũng đang đứng nhìn bạn luôn Bà đang đứng ở trên cái nhà trên cây đó bạn nhìn Bà nhìn xuống bạn Mà cái tóc của bà rất là dài các bạn Nó dài từ ở trên đó Mà nó dài xuống tới cái gốc cây luôn Chứng tỏ là cái tóc bà này thiệt là dài thì khi mà bạn thấy rằng sao mà cái tóc bà này dài thấy ghê quá Cho nên bạn sợ thì khi mà bạn sợ là bạn mới giật mình thức dậy Mới biết rằng là mình mới nằm mơ xong Nằm trằn trọc hồi sau cũng lại ngủ tiếp Qua ngày hôm sau bạn không có kể cái giấc mơ đó cho anh hai Anh ba hay là ba mẹ nghe Không kể cho ai nghe cả Và cái giấc mơ này cứ liên tục là xảy ra từ ngày này qua ngày khác mấy ngày tiếp theo ngày nào bạn cũng nằm mơ thấy y chang như vậy cả rất là lạ các bạn ha thì cho tới mấy ngày tiếp theo á là bên nhà của anh hai bên vợ của anh hai á là có đám dỗ mà tổ chức ở nhà của anh hai luôn cho nên ba mẹ với lại anh ba với bạn á là mới chống xuồng qua bên nhà anh hai để mà phụ rồi ăn đám dỗ thì cho tới chiều ngày hôm đó mẹ của bạn do là gặp gỡ mấy cái người bà con bên vợ của anh hai á. Thành ra là mẹ nói chuyện với người ta mẹ họp Thế nên đó là mẹ khoái mẹ không có muốn về Mẹ mới kêu ba của bạn rằng là thôi bây giờ á là anh chèo xuồng đưa nhỏ về ngủ đi Ý là đưa bạn về ngủ á Còn em với thằng ba là tối nay ngủ lại đây phụ sự mọi người đồng thời là nói chuyện luôn Có gì á là sáng mai em về sao thì ba của bạn lúc này cũng đã xỉnh rồi các bạn khi mà nghe mẹ bạn nói vậy thì ba cũng đồng ý luôn sau đó là kêu bạn ra xong rồi ba mới đưa bạn về bên nhà của anh ba lại khi mà về nhà rồi lúc này tối rồi nha các bạn đi vô ba mới thắp đèn dầu lên xong ba mới kêu bạn rằng là thôi bây giờ hai cho con mình vô trong buồn ngủ thì bạn cũng theo ba vô buồn ngủ đang nằm hồi sao cái ba của bạn mới mắc ói quá cho nên ba mới chạy ra cái lan can trước nhà để mà ba ói xuống thì lúc đó là bạn cũng chạy theo để mà coi coi ba mình bị ói làm sao vậy đó ha bạn mới ngồi kế bên ba bạn dỗ dỗ vô cái lưng của ba vậy nè thì ba cứ ngồi ói hoài luôn bạn mới hỏi rằng ba ơi ba có sao không mà ba không trả lời mà ba cứ ngồi ói hoài cái xong đang vậy đó ha mà tối thui ở ngoài kia là tối thui luôn cái tự nhiên bạn mới nghe ê ê mà tiếng kêu lớn dữ lắm giống như là kêu bạn vậy đó thì lúc đó bạn mới giật mình bạn mới nhìn tại vì xung quanh nhà của anh ba nó vắng dữ lắm cách cả cây số mới có nhà của người ta mà sao nghe tiếng kêu ơi ơi kêu ai trời cho nên đó là bạn mới nhìn ra thẳng vậy nè theo cái phản xạ thì bạn nhìn ra thẳng thì bạn thấy nha trong khi mới nãy mình nhìn qua mình thấy nó tới thui tới hồ bên đó buổi tối mà các bạn thì lúc này á là bạn nhìn qua bên kia bạn thấy có một người mà người này bạn chỉ thấy được á, là từ cái phần bụng trở lên thôi còn cái phần bụng trở xuống là bạn không thấy mà cái người này mặc nguyên một cái áo trắng trên đầu của người này đội một cái nón màu trắng giống như là nón của mấy cô y tá trong bệnh viện đội vậy đó các bạn thì người này mới đưa cái tay vậy nè đưa tay quát bạn kêu hey hey mà cứ quát cứ quát quát bạn vậy nè thì khi mà bạn thấy cái người đó cứ kêu cứ ngoắt mình Cho nên bạn sợ bạn mới quay qua Bạn nói ba 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 ai kêu kìa Ai kêu kìa ba Nhưng mà ba của bạn á là làm như không muốn nghe bạn nói Cứ ngồi đó giật 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 vậy nè Rồi ói ủa 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 thôi Còn ngoài ra ba không có trả lời trả vốn gì bạn hết Xong rồi cứ người người đó cứ kêu cứ ngoắt bạn hoài Bạn dòm qua là thấy người đó cứ ngoắt ngoắt mình Thì lúc đó hả tự nhiên mình mẩy cơ thể bạn cứ ngắt hết trơn cứ ngắt hết trơn nhưng mà cái miệng của bạn là vẫn kêu ba được bạn kêu ba ơi ba ơi ai vậy ai vậy? sợ quá à sợ quá ai kêu ba ai kêu ba mà bạn nói cỡ nào ba của bạn cũng làm như là không có nghe không có nghe không có phản xạ gì lại cái tiếng nói của bạn hết trơn mà cứ hả là ngồi ủ ủ ủ ủ ói các bạn trời ơi cái lúc đó bạn sợ quá không biết phải làm sao bạn sợ đến nỗi mà bạn té bạn xỉu luôn thì khi mà bạn xỉu đi rồi cho tới cái lúc mà bạn tỉnh dậy á Thì bạn thấy rằng mình đang nằm trong buồn ở trong nhà của anh ba Có mẹ của bạn á là đang lao người để mà cho bạn hạ sốt Bạn đang sốt rất là cao luôn Mẹ của bạn mới xả khăn nóng để mà lao khắp người cho bạn Thấy bạn mở mắt ra Mẹ bạn hỏi mà bạn trả lời không nổi luôn Lúc đó là bạn không biết gì hết Cho tới khi mà bạn tỉnh hẳn rồi Bạn hết sốt rồi á thì mẹ của bạn mới kể lại cho bạn nghe cái chuyện mà khi bạn bị sốt ha thì mẹ bạn kể rằng đó là cái lúc mà anh ba của bạn á chèo xuồng đưa mẹ bạn về ha lúc lên nó là thấy hai cha con nằm ở ngoài cái lan can đó mà không có vô trong nhà ngủ thì mẹ mới la quá trời luôn mẹ nghĩ rằng ba sỉn mà ba không có đưa bạn vô trong ngủ thành ra mẹ lợi mẹ rời vô người thì thấy bạn rất là nóng mẹ mới hết hồn mới kêu anh ba lật đật á, là ẩm bạn vô trong buồn nằm thì lúc đó là mẹ mới xả khăn lao người rồi cho bạn uống thuốc nhưng mà bạn không có tỉnh các bạn mẹ la ba quá trời luôn nói ông là gì mà ông sỉn đến nỗi mà ông không có đưa con vô nhà để cho con nằm ở ngoài như vậy rồi gió mái bây giờ nó bị sốt rồi không thấy chưa nó chúng gió nó sốt rồi không thấy chưa thì ba của bạn có nhớ gì đâu do là ba cũng sỉn rồi ba ói đó rồi ba nằm lăn ra là ba ngủ đó luôn các bạn thì sau đó cả ngày trời cứ lao nhưng mà bạn không có hạ sốt Cho bạn uống thuốc sốt mà mẹ bạn đem theo á bạn cũng không có đỡ Rồi á lỡ quê người ta hay trà chanh đó các bạn Bạn cũng không có đỡ luôn sốt rất là cao Thì cho tới trưa ngày hôm đó đó là mẹ thấy rằng là cho dù đã làm hết mọi cách rồi Nhưng mà bạn vẫn sốt cao quá đi nóng quá trời nóng luôn Thành ra mẹ mới nói với ba với lại anh ba rằng Ngồi ở phía trước cái gian phòng khách á nó nói rằng á là không được rồi bây giờ á thằng nhỏ sốt cao quá trời cho nên bây giờ á là phải chống xuồng đưa nó đi chạm xá mà từ nhà của anh ba của bạn mà muốn đi tới chạm xá là phải chèo xuồng cộng tiếng rưỡi mới tới xa vậy đó các bạn thì mẹ kêu rằng á là bây giờ đã làm hết mọi cách mà nó vẫn không hạ sốt thì chỉ có cách là đưa nó đi chạm xá để cho bác sĩ người ta khám coi là nó bị sao rồi người ta có cái cách để cho nó hạ sốt chứ để nó sốt dày hoài là không có nên thì trong cái lúc đang nói vậy đó ha tự nhiên á là mọi người mới nghe tiếng bạn hét lên ban đầu bạn hét lớn lắm xong sau đó bạn cứ ú ớ ú ớ thì ba người mới giật mình mới hả là chạy vô lúc mà mẹ của bạn dán cái màn á vừa định bước vô trong buồng để coi coi bạn bị cái gì nhưng lúc đó là mẹ mới đứng khựng cái người lại thì ba với lại anh ba hoàn toàn không thấy nhưng mà mẹ của bạn lại thấy mẹ thấy rằng có một người đàn bà mà cái bà này á bả tầm khoảng chừng bốn mấy năm mươi tuổi thôi độ tuổi trung niên thôi mà cái bà này bả ngồi sát bên bạn đưa sát cái mặt bả vô cái mặt của bạn luôn bạn lúc đó là cứ ứ ớ ứ ớ vậy nè thì mẹ mới khựng người lại tại vì mẹ thấy bà đó thì ba mới hỏi đi vô làm gì em đứng đây mà mẹ đứng mẹ chặn ngay cái cửa rồi cho nên ba với anh ba vô đấu được đâu thì mẹ mới nói rằng ba ơi con chạy ra làm sao lấy con dao cho mẹ tại vì khi mà mẹ thấy cái bà đó là mẹ biết bà này là ma rồi tóc bà dài thật là dài luôn thì mẹ mới kêu ba ơi con chạy ra làm sao lấy con dao cho mẹ lấy con dao cho mẹ đi thì anh ba đâu có thấy bà đó đâu nhưng mà do mẹ kêu gấp gáp quá cho nên anh ba của bạn mới lật đật chạy ra làm sao mới vác lên con dao mới đưa mẹ thì khi mà mẹ cầm con dao á là mẹ mới bước vô trong buồng mà mẹ vừa bước vừa quơ vậy nè mày đi chưa Mày đi chưa? Mày lại gần con ta hả? Mày đi chưa? Mày đi chưa? Thì khi mà mẹ quơ con dao mà mẹ chửi như vậy thì bà này bà quay lại xong bà biến mất luôn. Bà tan biến trước mặt mẹ luôn mà ba với anh ba hoàn toàn không thấy cái bà đó. Thì lúc đó mẹ mới chạy lại ôm bạn lên ha. Mẹ mới nói với ba rằng là chết rồi nơi ơi, chết rồi con mình á là nó bị sốt không phải là do nó bị bệnh mà do là nó bị vong theo vong hành chắc muốn bắt nó. Thì mẹ mới kêu anh ba là Chèo xuồng lại nhà anh hai Để mà hỏi vợ của anh hai là cái khu này á, là có ông thầy nào hay hay không Đưa đi thầy chứ không có đưa đi chạm xá Tại vì á, là nó bị dông hành như vậy á, là đưa đi chạm xá cũng như không à Cho nên nó là phải đưa đi thầy Thì anh ba cũng lật đật chạy đi hỏi Thì mới biết nhà một ông thầy Bắt đầu mới chống xuồng đưa bạn đến nhà ông thầy đó thì khi dơm thầy này mới cúng cúng xong rồi là bạn mới hạ sốt luôn rồi sau đó là đưa bạn về Cần Thơ luôn các bạn thì á lúc mà bạn tỉnh rồi á là mẹ mới kể bạn nghe do là bạn này á hay đi chơi ra ngoài vào buổi chiều xế xế cho nên nó là cái bà này nè các bạn bả ở trên cái cây cái nhà của bà trên cây á bà ngủ ở đó bà thấy bạn thành ra là bà muốn bắt bạn cho nên bạn mới bị sốt như vậy thì sau đó là mẹ đưa bạn về cần thơ luôn thì đây là câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta thì các bạn nhớ nha con của mình đừng có cho nó ra đường chơi vào cái lúc mà xế chiều cái giờ đó người âm người ta cũng nhiều dữ lắm các bạn cho nên lỡ mà hợp phía người ta theo con mình hoặc là chỉ cần người ta nựng con mình cái ngay má thôi là tối con mình nó cũng sẽ bị hành sốt rồi chứ không có cần mà phải ngồi sát bên hay là muốn bắt con mình đi đâu thì các bạn lưu ý vấn đề này ha thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay tiếp theo là câu chuyện thứ hai Câu chuyện này là của một bạn nam Bạn nam này đã gửi tin về Để mà kể lại cho kênh chúng ta Một câu chuyện Do hai vợ chồng của bạn đã trải qua Thì chuyện này cũng xảy ra cách đây Là cũng mới đây thôi Cũng không có lâu đâu Bạn kể rằng hồi trước đây Hai vợ chồng của bạn Là có sinh vào làm Trong một cái bãi giữ xe ô tô Ở bên quận 8 hai vợ chồng vô làm á bạn á là giống như là xếp xe các bạn lùi xe xếp xe vô trong bãi còn vợ của bạn á là làm cái công việc là thu tiền dọn dẹp bãi ha thì khi mà hai vợ chồng ở đây làm á là cũng ngủ tại đây luôn nhiều khi buổi tối là khách người ta gửi xe đó thì bạn phải chạy xe vô bãi coi chiếc nào mà khách lấy trước là phải để ra trước chiếc nào khách lấy sau thì mình để lui ra đằng sau thì nói chung làm ở đây là trong vòng một tuần đầu tiên hoàn toàn bình thường không có vấn đề gì cả Do là làm cũng nhiều á Cho nên nó là tối hai đứa ngủ sai vậy lắm Thì khi nào mà có khách người ta gửi xe Người ta sẽ gọi điện kêu Thì bạn ra bạn mở cửa Thì cho tới cái tuần thứ hai á Là vợ của bạn á là bị trước Thông thường tới tối á là vợ của bạn hay nằm trên cái võng Mà ban đầu á là vợ nằm đưa cái đầu ra phía ngoài thì vợ ngủ thiêu thiêu á là hay nghe dữ lắm hay nghe tiếng rên của một người đàn bà nghe rên thấy ghê lắm nói rằng á là <laughs> đau à đau à cứ rên đau xong cái vợ bạn mới giật mình dòm tới dòm lui ủa ai rên đau gì nghe ghê vậy nhưng mà ở trong đó bãi xe chỉ có hai vợ chồng bạn thôi chứ có ai nữa đâu mà giọng rõ ràng là giọng một người đàn bà thì sau đó là vợ của bạn cứ nghĩ rằng mình mơ cho nên vợ bạn nằm xuống ngủ tiếp Xong rồi lại tiếp tục nghe Lại tiếp tục nghe các bạn Bữa thì nghe là rên đau Bữa thì nghe là rên đói quá Đói quá Đói quá Cúng đi Cúng cho ăn đi Nói vậy đó Thì lúc này vợ bạn rất là sợ Thành ra mới kể lại cho bạn nghe anh ơi anh Em thấy vậy vậy đó Em nghe tiếng vậy vậy đó thì bạn nghe xong bạn cũng tại vì bữa giờ bạn không thấy gì hết cho nên đó là bạn nghĩ rằng có thể là do vợ bạn mệt quá mới nằm nghe vậy thôi thì bạn cũng trấn ngang cho qua chuyện bạn nói rằng không sao đâu em chắc là nhiều khi á là à, công chuyện làm mệt quá với lại á là em ngủ mà máu chẳng đều á thành ra là nghe bậy bạ vậy thôi chứ không sao đâu bạn trấn ngang vợ bạn thì vợ bạn cũng nói nữa nhưng sau đó cô này mới xoay đầu trở lại Thì khi mà cổ xoay đầu trở lại Ngủ êm đâu có 2-3 ngày thôi Thì cho tới tiếp theo Cái ngày thứ tư á Là ngày hôm đó cô đang nằm Cô đang ngủ ngon lắm Tự nhiên cô bị lây các bạn lay vậy? vậy 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 vậy, Kêu vậy đó cái cổ mới mở mắt ra thì khi mà cổ mở mắt ra là cổ thấy có một ông ông này là tầm khoảng chừng Năm mấy 60 tuổi ông mặc cái áo thun, mặc cái quần ngắn ngắn tới cái đầu gói, mang đôi giày giống như kiểu mấy người mình đi tập thể dục á. Mà ông kêu nha, ông nói rằng vậy, vậy coi, chỗ này á là chỗ của tôi mà. À, ai cho nằm đây đây? Ai cho nằm đây đây? Đi ra chỗ khác không? Đi ra chỗ khác mà cứ chửi vậy đó thì bà xã của bạn sợ. Thấy rõ ràng ổng luôn cho nên đó là bà xã mới kể lại cho bạn nghe. Thì do bạn cũng chưa thấy cho nên bạn lại tiếp tục trấn ngang vợ mình tiếp ha Thì bắt đầu qua hai ngày sau nữa tới bạn Bạn kể rằng đó là cái ngày hôm đó Thì khách người ta thí dụ như tối mà người ta về khuya Người ta sẽ gọi điện, bạn sẽ ra mở cửa rồi bạn mới chạy xe vô Mới lùi xe làm sao, sắp xếp làm sao, miễn sao mà sáng giao xe cho khách là êm xuôi thôi ha Thì khi mà bạn xong xuôi công việc bạn vô bạn nằm bạn ngủ đang ngủ ngon lắm cái tự nhiên bạn nghe tiếng kêu dậy coi dậy coi mày hả mày lùi xe làm sao xe người ta hả đụng vô trong đống gạch coi chừng chày xe người ta bạn nghe vậy đó thì lúc đó bạn mới mở mắt ra thì khi mở mắt ra bạn thấy một cái ông đó là cũng cỡ tuổi trung nguyên niên tầm năm mấy 60 tuổi cũng mặc áo thun cái quần á là cũng tới cái đầu gói mang nó dài đó thì lúc đó bạn sợ quá bạn giật mình luôn khi mà bạn giật mình á là bạn mới lật đật bạn mở đèn toàn bộ bãi xe mở cho nó sáng lên nhưng mà có những cái góc xa xa á là nó không có sáng tới á, các bạn nó cũng tối cho nên bạn mới kêu bà xã bạn rằng á là em 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 lấy cái đèn pin á em đi theo anh em em rọi đèn cho anh coi thì bà xã của bạn cũng lật đật theo thì khi mà theo lại tại vì ở xung quanh sát sát mà mấy cái hàng rào á là có để gạch đó các bạn thì bạn mới phát hiện là có chiếc xe Mitsubishi mà do là cái chỗ đó nó tối thí dụ như nếu mà mình muốn lùi xe vô thì phải có người đứng ra hiệu cho mình còn đằng này nó tối quá thành ra là bạn dùi theo cái bạn lùi theo cái cảm tính của bạn á cho nên nó là lúc này cái đuôi xe chiếc Mitsubishi này á nó ịn vô trong cái đống gạch vậy nè nó chỉ mới hả là ịn cái đít xe vô thôi chứ thí dụ như nếu mà mình lùi hả mạnh thêm cái nữa là nó sẽ đụng vô là nó sẽ chạy xe móp xe chẳng hạn còn đằng này nó chỉ mới ịnh vô nhẹ về thôi chút xíu nữa thôi thì lúc đó trời bạn thấy vậy hả trời bạn mới lật đật lấy chìa khóa xe bạn ấy xe người ta lên chút để cho không có đụng vô trong cái đống gạch đó nữa lỡ mà ngày mai mà lùi một cái rồi á là chạy xe đền chết luôn thì hả, sau khi mà xong số rồi Bạn đi vô, bạn sợ lắm Bạn mới kể cho vợ bạn nghe Bạn nói em em, mới nãy Đang ngủ ngon tự nhiên, nghe cái ông đó Chửi, kêu rằng đó là mày Lùi xe thằng ta hả, để chạy Xe thằng ta kìa, bị ra coi coi Cái hả, anh mở mắt ra Anh thấy cái ông đó, cái bà xã Bạn hỏi rằng là anh thấy ông đó làm sao Cái bạn mới nhớ Ừ cái ông đó cũng uh, tuổi Năm mấy sáu mươi, mặc cái áo đó Cái quần đó mang đi về ba ta, mặc cái mà ổng sao bạn cũng nhớ bà mới diễn tả lại cái bà xã bà nói đó 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 cái ông đó hôm trước á ổng đuổi em đó trời em thấy cái ông đó y chang như anh nói vậy đó ha thì lúc này hai chồng sợ rồi nhưng mà do hai vợ chồng mới làm được có hơn hai tuần lễ à mà hai vợ chồng lúc đó cũng khó khăn quá cho nên đó là giàu sợ sợ mà không có xin nghỉ các bạn mới làm có hơn hai tuần lễ người ta trả lương được nhiêu thành ra cũng ráng ở đó làm tiếp ha thì cho tới hôm đó Bà xã của bạn á, là trong lúc ngủ Bà xã đã thấy nguyên một đám con nít Tầm khoảng chừng 5-6 đứa vậy đó Con gái có, con trai có Thì tụi nó mới xúm vô Tụi nó mới kêu rằng Cô ơi cô, cô ơi Tụi con đói quá à Cô cúng cho tụi con ăn đi Thì lúc này á là do là buổi trưa Ngày hôm đó là hai đứa được nghỉ ở cái ngày đó hai đứa mới có bạn bè rủ đi nhậu á cho nên nó là hai đứa cũng đi nhậu với người ta rồi cũng có hùng tiền để mà trả thành ra chiều hôm đó là hai đứa sạch tiền luôn rồi thì lúc mà về là hai đứa mệt quá mới lăn ra ngủ đang ngủ sai thì vợ của bạn thấy nguyên đám nít này thì khi mà nghe nó nói vậy cô ơi cô cô tụi con đói quá cô cúng cho tụi con đi thì bà xã bạn nói rằng là cô đâu có tiền đâu mà mua đồ cúng cho tụi con bà xã bạn nói vậy đó tại vì thấy nguyên đám nít này thấy tụi nó cũng bình thường không có gì sợ hãi hết mà thấy tụi nó nói chuyện cũng tội nghiệp cho nên bà xã không có sợ mà trả lời vậy đó cô đâu có tiền đâu mà cúng cho tụi con thì một đứa con gái trong nhóm nó nói rằng đó là có mà có mà cô có tiền mà cô có tiền mà hả tụi con chỉ cần ăn bánh mì với chao thôi nghe tội nghiệp quá các bạn ha tụi con chỉ cần ăn bánh mì với chao thôi không cần gì nhiều đâu cô Ngày mai cô có tiền mà Cô có tiền cô nhớ mua bánh mì với trao cúng cho tụi con nha Nó nói vậy đó Xong cái bà xã của bạn mới hỏi rằng là Cô đâu biết tụi con ở đâu đâu mà cúng cho tụi con Cái đó nói giờ để tụi con chỉ cô Thì lúc này á Thí dụ như Ở bên đây là cái vách nhà có một cái bàn cao lên Thì bạn sẽ để Tại vì bạn cũng hay nhận rửa xe cho khách á Cho nên bạn sẽ để nào là nước rửa xe rồi cái thao nhỏ nhỏ cái ca rồi nồi dẻ ở trên cái bàn đó thì khi mà nó vừa nói để con chỉ cho cô nha là tự nhiên nguyên một cái vàng đổ trên bàn giống như ai mà dạt xuống vậy đó các bạn nó đổ một cái xà rỗn rãng rỗn rãng thì hai đứa đang ngủ bên đây giật mình thức dậy dòm qua thấy trong khi trời ơi thí dụ như chỉ có thể là động đất cái bàn nó mới nghiêng qua để mà đồ nó mới rớt xuống còn đằng này đồ mình để sát ở trong bàn vậy mà không hiểu sao ai mà quơ một cái mà nó rớt hết trơn xuống đất luôn Thì lúc này hai đứa coi đồng hồ thấy bốn rưỡi rồi Cho tới sáng hôm sau á, là bạn có khách người ta kêu á, là bạn mới rửa xe Rửa xe cho người ta xong người ta bo đưa, cho bạn được 50 ngàn rồi xong á là trương đó chạy về nhà mẹ của bạn á là cho bạn thêm trăm ngàn nữa là được trăm rưỡi thì vợ của bạn mới nhớ lại cái vụ tối hôm qua thì vợ của bạn mới nói rằng là anh anh nhớ chiều chạy đi mua mấy ổ bánh mì với lại là hủ chao để em cúng cho tụi nó nghe xong chiều hôm đó là cũng mua để mà cúng các bạn thì nói chung là cũng có vài vụ nhỏ nhỏ xảy ra trong bãi xe này nhưng rồi sau đó là do hai đứa cũng không có hợp với lại cái ông chủ bãi xe đó thành ra hai đứa cũng không có ở lại làm nữa mà qua chỗ khách chỗ khác để mà làm các bạn thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay khi mà nghe chuyện này á, thì mình thấy không có sợ nhiều các bạn ha nhiều khi dông người ta cũng giúp đỡ cho mình giống như là cái ông mà trung niên á ổng kêu bạn á là ừ mày về xe mày dè xe người ta hả chỉ cần đụng vô trong cái đống gạch là xe người ta chạy là đền đó cho nên ổng nhắc nhở rồi mấy đứa con nít do là cũng không có ai cúng kiến cho nên tụi nó đói khát mà chỉ cần ăn bánh mì với chao mình nghe vậy tội nghiệp quá các bạn ha thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay nè tiếp theo là câu chuyện thứ ba chuyện thứ ba này là của một bạn nữ quê ở trà vinh bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những cái câu chuyện ngắn ngắn nhỏ nhỏ thì thi sẽ kể thí dụ như không có hết thì qua ngày hôm sau thi sẽ kèm vô thi kể tiếp các bạn ha câu chuyện đầu tiên á là do bà ngoại của bạn á là đã kể lại cho bạn nghe thì hồi trước đây á là gia đình của bạn ở bạc liêu quê gốc của ngoại là ở trà vinh gia đình của bạn là người khmer nha thì hồi trước đây thời trước chiến tranh á là gia đình của bạn ở ở bạc liêu xong rồi sau khi mà giải phóng rồi thì gia đình mới về lại trà vinh để mà ở thì khi mà về đây ông cố ngoại của bạn á là mới cho bà ngoại được một cái miếng đất trên cái miếng đất này có nhà có một căn nhà để mình ở luôn bình thường và kế bên trước nhà là có nguyên một cái cây cổ thụ rất là to to dữ lắm các bạn thì khi mà về đây ngay cái đêm đầu tiên tối bà ngoại của bạn ngủ đã nằm mơ trong giấc mơ bà ngoại thấy rằng á là mình ra phía trước mình đứng thì ngay phía trước là có cái cây cổ thụ thì tự nhiên bà ngoại thấy có một ông già Ông già này già dữ lắm rồi Và ổng mặc đồ giống như là mấy cái ông thầy tu ngưỡng độ Các bạn đồ trắng đội cái nón trắng ở trên đầu vậy nè Mà ổng ớt lắm nha Mà râu tóc của ổng bạc phơ luôn vậy đó ha Cái ổng mới bước ra từ khỏi cái cây cổ thụ đó Ổng mới bước ra ổng nói với bà ngoại rằng là Ta đợi con lâu lắm rồi Hôm nay ta giao lại cho con nhà đất này Rồi sau đó là ổng mới biến mất tiêu thì khi mà bà ngoại giật mình thức dậy cũng không biết làm sao mà mình lại thấy cái ông đó mà ông nói gì lạ quá Ông nói rằng là ta đợi con lâu lắm rồi hôm nay ta giao lại cho con nhà đất này Thì tầm khoảng chừng thời gian ngắn sau khoảng chừng tháng sau thôi là tự nhiên cái cây này nó chết các bạn Cái cây cổ thụ này từ từ nó héo khô rồi nó chết luôn Mà trong khi trước đó nó rất là xanh tốt luôn mà tự nhiên nó lại chết ngang hông như vậy thì bà ngoại của bạn nói rằng có thể là cái ông đó giống như là cái ông thần giữ đất vậy đó bây giờ bà ngoại về thì không đi thì đó là cái câu chuyện ngắn đầu tiên tiếp theo là câu chuyện thứ hai câu chuyện này á ông ngoại của bạn á là có cất một cái chòi ở ngoài ruộng các bạn để khi mà mình gặt lúa xong cái mình vô bao á rồi mình để mấy cái bao lúa ngay chỗ cái chòi đó tối mình ra mình ngủ để mất công có ăn trộm nó ăn cắp lúa của mình thì hôm đó bà ngoại với lại người cậu thứ bảy của bạn á là đi ra ngoài cái tròi đó để mà ngủ. Trong lúc mà bà ngoại đang ngủ tự nhiên bà ngoại mới thấy một người đàn bà. bả vô bả kêu bà ngoại bà nói rằng dậy, dậy đi, dậy đi hả không dậy người ta ăn cắp hết lúa bây giờ. Xong cái bà ngoại mới giật mình thức dậy. Bà ngoại mới chạy ra thì bà ngoại thấy có hai thằng ăn trộm nó đang rinh mấy cái bao lúa của hả nhà ngoại đang để xích chồng đó đó là nó đang rinh đi lúc này bà ngoại mới la làng lên thì cậu bảy của bạn dậy mới xách rựa chạy ra để mà rượt hai thằng trộm thang hai thằng trộm nó nghe động tỉnh rồi cho nên đó là nó buông mấy cái bao lúa để mà nó bỏ chạy luôn thì đó là cái câu chuyện thứ hai nhờ hả là người ta nhắc nhở cho nên nó là mới không có bị ăn cắp lúa thì tiếp theo câu chuyện thứ ba câu chuyện này là gần nhà của ngoại á là có một ngôi chùa khơ me các bạn mà câu chuyện này á là do sư cả của chùa khơ me này kể lại thì ngoại của bạn mới kể cho bạn nghe lâu lắm rồi cái lúc mà sư cả còn trẻ đó thì ở trong cái khuôn viên chùa á, là có rất là nhiều cây dầu nè rồi cây cổ thụ lớn lớn lâu năm thì cái ngày hôm đó sư cả đang ở trong chùa tự nhiên có người vô kiếm sư mới nhờ sư là đến nhà của họ tụng dùm cho cái đám dỗ thì sư cũng đi mà sư nói rằng nha cái người này dẫn mình đi xa lắm sư nói là cứ đi hoài đi hoài rất là xa xa xong rồi tới nhà của người ta thì trong nhà đông đúc lắm nha các bạn rồi bàn tiệc đám dỗ tùm lum hết xong rồi sư mới vô sư đang ngồi xuống chuẩn bị tụng thì người đó mới lại nói với sư rằng sư sư suy nhớ đọc kinh cầu siêu thôi chứ đừng có đọc kinh trừ ma nha sư cái người đó nói với sư cả vậy thì khi mà sư cả nghe thì sư cả thấy rất là lạ ủa sao cái người này lại nói với mình như vậy cho nên sư không có đọc kinh cầu siêu mà sư lại đọc kinh trừ ma thì khi mà sư vừa đọc xong một hồi sao dòm lại mọi thứ đều biến mất các bạn mà lúc đó sư đang ngồi trên một cái cây dầu và cái dầu này nằm trong cái khuôn viên của chùa luôn là sư nãy giờ đâu đi đâu xa đâu mà đi ra trên cây dầu này rồi leo lên cây hồi nào cũng hay cho tới cái lúc mà sư hả nhìn lại thì thấy hả mình đang ngồi trên cây dầu á coi lạ không mà cây dầu này nằm gần với chùa trong khuôn viên chùa luôn các bạn thì đây là câu chuyện do sư cả đã trải qua và đã kể lại cho mọi người nghe tiếp theo là câu chuyện của mẹ bạn thì chuyện này á là năm đó mẹ của bạn 15 tuổi Thì mẹ của bạn có mấy người bạn ở trong xóm cùng trang lúa Hồi đó là hay đi gặt lúa lúc sáng á các bạn Thì mẹ của bạn cũng nhẹ vía dữ lắm Cái ngày hôm đó buổi chiều á là mẹ với lại hai người bạn của mẹ hẹn nhau rằng á là mẹ dặn hai người kia rằng á là ngày mai đi gặt lúa nhớ ghé qua kêu tao rồi á là tao sẽ ra đi chung với hai đứa bay thì mẹ kể rằng sáng đang ngủ ngon á đang ngủ ngon thiệt ngon cái tự nhiên nghe tiếng kêu nhan ơi mẹ bạn tên là nhan kêu nhan ơi dậy mẹ ơi dậy đi gặt lúa mẹ ơi thì khi mà mẹ nghe thì cái giọng đó là của hai người bạn của mình cho nên mẹ của bạn mới lật đật thay đồ xong rồi đi ra thì khi mà đi ra cái ngày hôm đó trăng rất là sáng cho nên đó là mẹ thấy hai người bạn của mẹ đi phía trước mà mẹ nói rằng nha mẹ đi phía sau mà mẹ cứ kêu hai đứa bay đứng lại đợi tao coi đợi tao coi nhưng mà hai người này cứ đi phía trước rồi nói cười với nhau mà mẹ thì đi phía sau mẹ kêu mà hai người này không ngừng lại đợi cái mẹ cứ chạy theo mà gọi là chạy thục mạng luôn á trời ơi đợi tao coi làm cái gì đi sơ đi trước dữ vậy đợi tao coi mà hai người này cứ đi cứ đi và cứ nói chuyện với nhau sơn tụ vô cùng đi ra tới ngoài đồng luôn thì lúc đó tự nhiên mẹ nhìn thì mẹ thấy hai người đã biến mất trước mặt mẹ cho nên lúc đó là mẹ biết rồi mình bị ma nhát rồi xong cái mẹ mới tại vì lúc đó mẹ không có đồng hồ thành ra mẹ cũng không biết rằng bây giờ mấy giờ nữa thì thôi bây giờ khỏi về luôn ở đây hả là mình gặt luôn thì mẹ cũng xuống ruộng mẹ gặt ha một hồi sau thì có một cái ông đó là ổng đi soi ếch nhái á các bạn thì ổng là trong xóm của mẹ luôn ổng mới rọi đàn bia Ổng hỏi đứa nào bay đứa nào làm gì gặt lúa sớm vậy bay thì khi mà rọi vô mặt mẹ thì ổng nói rằng ngang hả con trời đất ơi giờ này á mà mày làm gì mà mày đi ra đây hả mày gặt sớm dữ vậy, vậy giờ này mày ra đây sớm dữ vậy, vậy con cái mẹ nói trời ơi bữa nãy con đang ngủ cái uh, con mới nghe hai đứa bạn con kêu rồi con ra con cũng thấy tụi nó mà ai về ma chợ ma nó nhát con chú ơi cái ổng mới nói trời nãy giờ tao thấy mày rồi nhưng mà tao cũng hơi sợ nhưng mà tao thấy mày cứ gặt gặt hoài thì tao mới ra tao rọi đèn pin coi đứa nào xong cái hả ổng nói thôi giờ hả mà gặt cái gì bây giờ mới có 3 giờ sáng rồi mẹ ơi cái mẹ nó thôi kệ giờ con lỡ ra rồi về con ngủ cũng được cho nên nó là ông chú này ông nói rằng đó là thôi vậy tao ngồi đây nói chuyện với mày đợi tới khi mà sáng sáng một chút có người người ta ra người ta gặt á thì tao đi về chứ ể mày mình đây tao cũng không yên tâm thì ông chú đó mới ngồi nói chuyện với mẹ cho tới khi mà có người ra gặt luôn và hai người bạn thân của mẹ khi mà qua kêu mẹ không nghe mẹ trả lời trả vốn gì đó tới khi mà ra ngoài đồng thấy mẹ đứng gặt ngoài đây còn trách mẹ nữa chờ tụi bay mày đi ra mày bỏ tụi tao rồi ha nhưng mà mẹ mới kể lại chuyện đó cho hai người bạn của mẹ nghe thì hai người cũng rất là sợ thì mẹ của bạn á là đã bị gẹo như vậy đó các bạn rồi tiếp theo nữa là chuyện của bà ngoại kể thì bà ngoại kể rằng á là hồi đó ông cố của bạn á là có ruộng đất nè rồi á là có giường trái cây lớn dữ lắm và ở trong vườn trái cây thì ông cố có cất một cái nhà dạng giống như nhà chòi vậy đó ha xong rồi ông cố có thuê hai vợ chồng hai vợ chồng này là vô ngủ vườn trái cây rồi ngủ lại trong cái chòi đó để giữ vườn trái cây xin lỗi các bạn thì hai vợ chồng này á sau thời gian tự nhiên xin nghỉ xin với ông cố rằng là thôi cho tụi con nghỉ thì ông cố thấy là ủa sao tự nhiên đang làm bình thường mà tụi bay nghỉ có chuyện gì thì ông chồng cũng mới nói rằng đó là dạ ban đầu tụi con mới vô làm á thì tụi con cũng làm bình thường tối ngủ cũng không có gì hết nhưng mà tự nhiên tối hôm qua tự nhiên hai chồng con đang ngủ cái ở trong tròi á thì có để một cái đèn dầu á các bạn cho nên không phải là tối thui nha thì hai chồng con đang ngủ tự nhiên nghe một cái bịch một cái xong cái hai chồng con mới giật mình thức dậy thì nhìn thấy giữa nhà đó là có một cái bao mà cái bao này á là nó cứ nhảy cà tưng cà tưng, tưng lên vậy nè thì ông cố nghe thấy lạ nó là sao mày nói là sao tao không hiểu cái ông chồng mới nói là tụi con đang ngủ cái tự nhiên tụi con nghe một cái bịch cái dòm á thì thấy một cái bao nó cứ nhảy cà tưng cà tưng, tưng nó lòi chòi lòi chòi thì ban đầu vợ chồng của tụi con cứ nghĩ rằng thằng nào mất dạy mà bắt chó rồi bỏ vô trong bao rồi thảy vô trong chòi của tụi con không à rồi chó nó bắt đầu nó dùng dãy trong đó thành ra là cái bao nó mới nhúc nhích rồi nó mới nhảy cà tưng cà tưng đó tụi con ban đầu cứ nghĩ là thằng nào mất dạy là anh vậy nhưng rồi sau đó tụi con mới mở cái bao này ra thì khi mà mở cái bao này ra trong bao toàn là than không than cục than mà hồi xưa để nhóm nhóm lọ các bạn toàn là than không thì tụi con biết rồi tới sáng không thấy cái bao đó đâu luôn cho nên nó là tụi con sợ thành ra tụi con không dám làm nữa ông ơi thôi ông cho tụi con nghỉ thì đó là chuyện đó là xảy ra ở trong giường của ông cố còn những cái câu chuyện sau thì thi sẽ để kể trong những tập sau các bạn ha Hôm nay Thi đã kể xong tập 1249 rồi và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1250. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. À, thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay chúc các bạn tối nay ngủ ngon và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của thi thanh phạm rồi ngủ ngon các bạn nha xin chào